Mình sống sao mình chết như vậy. Hôm nay biết bác biết đạo Thiên Tâm thì bác chết là con của Thượng Đế, là biết Thiên Tâm. Còn hôm nay sống không có nhập đạo Thiên Tâm, không biết Thiên Tâm, bác chết bác cũng vẫn giữ nguyên vậy. Bác không có thay đổi tình trạng. Trừ khi ngày nào mà con cháu trong gia đình nó thắng, nó xin giùm, rồi rồi bác vừa thương con rồi vừa muốn theo Thiên Tâm, thì lúc đó nó mới xin. Thì con ma Ấn Độ có ơi sorry con ma mà mọi da đỏ này nè, nó không có những thân nhân của nó làm những cái chuyện đó. Trên lúc người sống của mình quan trọng với củ quyền của mình đó, mình hồi hướng, mình cầu siêu gì đó là đều có hiệu lực chút chút á. Mấy ông ma thích chùi mấy cái bóp sang lắm á. Mấy ông ma lúc đó nghèo, nó không có tiền mua bóp, nó thấy con đeo đồng hồ còn đó mà con vô nghĩa địa là nhảy vào bóp nó về. Nó thật, nó cũng thích đua đòi á. Bởi vì mình vô mấy cái shopping lớn á của Mỹ á, ma không à, tại nó đi tự tung tự tại, nhất là Las Vegas nha, mấy cái sòng bài rồi đó mình vô á là đầy trong đó ma luôn. Nó khiến cho người ta quýnh bài hoài là do ma nó khiến. Đầu tiên á mình ăn, để cho mình ăn để mình ghiền, cứ ăn hồi cái là mình thua. Chỗ nào có trượt có âm khí, con người không bao giờ tiến bộ nổi, nên nhớ kỹ. Không cần biết mình hên được bao nhiêu, mà phải có âm khí có trượt là chỉ có chết chắc thôi. Giờ mình nhìn thấy những con của những cái người mà luyện thiên linh cái, hay là chơi bùa lão ban, hay là hại thầy này hại này kia, có bao con cái gia đình có giàu có không? Nhìn đi, cái gì cũng tạm thời á. Tương lai học tiếng Việt không ạ? Nước Việt thấy anh Cường quá, thì cái đó phải hỏi lại những lớp tuổi trẻ đó. Hiện bây giờ á, nó có nghĩ cái gì, nó có hiểu sư phụ đang nói cái gì. Mấy vị nói Hoàng Sa Trường Sa đó, khi mà biến động sắp tới này, vài tháng nữa nè, tự mình nó ra lấy á, tại Trung Cộng nó bạch tuộc, nó bị đau rồi nó rút dồi lại, nhưng mà cũng còn vài ngàn thẳng ngoài đó phải không? Không cầm che ra gượt nó sức mấy mở đi, thì mình phải tự lấy. Nếu không á, khi mà Liên Hợp Quốc mà nó ổn định lại, nó đâu có xử là của ai đâu. Thiên hạ thủ vi cường hôm nay. Còn cái chuyện nước Việt người ta có học tiếng Việt hay không á, là do Phật Di Lặc. Ngài sẽ lỗi lạc, Ngài sẽ làm được. Trừ khi sau này có một trận đại hồng thị, cả cái nơi của mình ngồi đại hồng thị á, là cái fire ring á, cái dòng lửa của trái đất á, khi mà nó kích động lên, lúc đó sau chiến tranh thứ ba rồi, nhân loại sẽ trở bắt đầu. Hiện bây giờ mình đang chiến tranh là mầm mống của hòa bình. Hiện giờ mình đang tận thế là mầm mống của thượng quân. Hiện bây giờ mình đang khổ cực là mầm mống của thời vàng kim. Hiện bây giờ nước Việt đang cùng cực tận như cái xã hội của loài người, là đang mầm mống của sự trỗi lên của một cường quốc. Nên nhớ lời chuyện nói hôm nay. Thì trong tương lai Phật Di Lặc và Minh Vương, Ngài sẽ làm cái gì để cho thế giới nể Ngài? Đó là đạo, đó là Thiên Tâm. Một thằng tổng thống của Mỹ mà nó theo đạo Thiên Tâm, thằng tổng thống của Pháp, thằng tổng thống của Nga, sau này nó không còn chế vũ khí nữa nghe, mà chế spaceship. Tại UFO lúc đó nó sẽ dạy người Việt. Tại vì Phật nó chuyện UFO mà. Mấy ông thần nói được. Thời ông Hitler á, nước Hitler nó mạnh mà nó đi chiếm thế giới Đức á, là nhờ UFO. Thì những tổng thống này nó theo đạo Thiên Tâm, thì ok, tiếng Việt dễ học quá. Ta giấu lên thì mày ca lên, giấu xuống thì mày ca xuống. Chứ cái gì du, ông nội tức là ông nội, ông ngoại tức là ông ngoại, mày cái gì cũng du hết, dở quá, dẹt tiếng Mỹ. Học tiếng Việt cho tao. Thì nói đạo Thiên Tâm, nó đi nói với dân nó, vị dân nó có dạy không? Vô trường học chỉ cần một thế hệ 10 năm thôi, tiếng Việt đầy thế giới liền. Huống hồ nó biết nước Việt là lập lên đạo Thiên Tâm. Và cuối cùng là ba cây nhang mà đích thân cho vụ phải khấn. Ba cây nhang mà khấn từ tay của Kiệt, cái thế giới này xây chuyển thay đổi theo á. Nói thì nó hơi nghe mạng, nhưng mà thiệt đó nghe. Cái chân mệnh và cái
sứ, cái chức vụ của thế gian á, hai cái khác nhau xa lắm. Một người con của Thượng Đế thì có Thiên Long Bát Bộ, có dạng thiên tướng đi theo, giờ nó khác hơn một người có phước mà làm cái chức đó một đời. Hai cái nó khác. Khi quốc gia đổi thành Thiên Việt, người Việt là 100 bộ lạc, giống từ thời vua Thần Nông. Mân Việt là người Quảng đó, người Đài Loan phải không? Rồi cái gì Bách Việt, Âu Việt, đóng Việt á, thì nước Việt sau này sẽ lấy Quảng Châu, Quảng Tây lại thành nước Việt, nó thành bự rồi. Thằng Trung Quốc á, nó đi theo lịch sử nghìn năm, hết Tập Chấn Bình tới cháu nội Tập Chấn Bình nó cũng Nam tiếng, thì nó cho cái chữ Nam á thì thành cái nhỏ bé là một cái vùng xa xôi miền Nam. Còn mình muốn không bị đời con cháu mà bị lệ thuộc Nam Tiến của phía Bắc á, thì mình phải đổi tên. Tất cả con họ Thiên sau này là người ở Mỹ, người khắp thế giới, mình cũng là người Việt. Cái chữ Nam nước hồi xưa là đời thời của nhà Lê nhà gì á, đổi thành Nam Việt. Sau này Pháp hay gì á, nó đổi thành Việt Nam, hay là vua của nước Tàu đó là Việt Nam. Cái chữ Nam là miền Nam, Nam Nam, An Nam, Mang Nam, tức là lục tổ là người Việt Nam mà cũng bị kỳ thị, cũng là chữ Nam đó. Mình không muốn Nam nữa. Mà hồi xưa cái đầu của mọi người nói lúc nào Bắc cũng chiếm miền Nam, tại vì Trung Cộng nó Bắc nó lấn xuống dài Nam. Mình muốn không bị chữ Nam mà bị ảnh hưởng bởi tinh thần của những cái giống dân Trung Cộng mà nó Nam Tiến, thì phải đổi lại thành là Thiên Việt, thì lúc đó là thế giới rồi. Tại vì họ Thiên sau này có Thiên Biden, Thiên Trump, Thiên Putin đủ Thiên hết đúng không, đại khái một đống Thiên. Rồi mình ở Mỹ mình là Thiên Kiệt nè, Thiên Kiệt. Cái nghĩa là lúc đó nước Việt sẽ không còn bị Nam Tiến của đó, phải đổi tên một quốc gia. Minh Dương sẽ đổi tên quốc gia. Có một điều cực kỳ quan trọng, hôm nay Việt nói thủ đô của nước Việt không phải Hà Nội. Hôm nay mình nói thủ đô của nước Việt là Hà Nội, mà thì người Bắc thì họ nghĩ là vậy. Họ nghĩ Kiệt là nói ảo. Kiệt 1000%. Thủ đô nước Việt sau này sẽ miền Nam, sẽ là Sài Gòn. Tới vì Sài Gòn là một cái vùng kinh tế cực kỳ mạnh. Chư Phật, chư Bồ Tát đã cho miền Nam đầu thai thánh nhân vô đó nhiều rồi. Thủ đô sẽ là Sài Gòn. 1000000% ai dám cá không? Ghi cá cho. Mình nói thì ở ngoài đó chửi mình á, nhưng mà Phan nó chửi nha mấy bạn. Trời xem lời Việt nói, xưa giờ nói tiên tri toàn thế giới là trúng 95% rồi. Chuyện nhỏ này không lẽ nó không trúng? Tại có một lần á, cái lúc đó Đức Thầy kêu đem bản đồ nước Việt Nam xuống. Cái bắt đầu cái lúc đó mọi người mới vẽ, cái đầu tiên vẽ trên giấy mà vẽ một cái vòng tròn á, nó có ba ngôi sao là Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Kéo đầu nói thủ đô là Hà Nội, quý vị la liền, phải vẽ ở Sài Gòn hai vòng, thủ đô sau này sẽ là miền Nam. Đó là lời Phật nói, chẳng lẽ Phật đi nói láo mình? Kiệt chứ người lập lại ngôi với bạn ngoài Bắc, xin lỗi nha, so gì nha, mình xin lỗi. Cái đó là lời Phật nói, mình chỉ lập lại thôi. Cho nên Thiên Long Sơn á, có bản đồ Việt Nam á, nó có hai dòng Sài Gòn á. Thì lúc đó nước Việt mới là cường quốc được.